Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, dưới tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, nối với một vùng áp thấp tồn tại ở khu vực Tây Bắc, nên trong hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm tại khu vực Trung Du và vùng núi. Còn ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa ít hơn, phổ biến từ 20 cho tới 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời, mưa lớn sẽ làm cho các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 cho tới 3 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức từ báo động 1 đến báo động 2. Người dân cần đề phòng sạt lở đất đá, lũ quét và ngập úng vùng trũng thấp ven sông. Trời nhiều mây và có mưa nên thời tiết ở Bắc Bộ nhìn chung sẽ khá là mát mẻ. Nền nhiệt cao nhất ở khu vực Trung Du và vùng núi chỉ từ 29 đến 31 độ và khu vực Đồng bằng, thủ đô Hà Nội nhiệt độ ở mức từ 31 cho tới 32 độ. Từ đêm 31 tháng 7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Rãnh mây dông ở Bắc Bộ cũng tác động đến các tỉnh phía Bắc, miền Trung, từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, khiến cho khu vực này có mưa rào và dông rải rác. Riêng Thanh Hóa, cục bộ có mưa dông mạnh, nhiệt độ tại 3 tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Còn khu vực từ Quảng Bình xuống đến Bình Thuận, chủ yếu có mưa rào và dông ở một vài nơi về chiều tối. Ban ngày trời nắng nhưng cường độ không mạnh, nắng nóng thu hẹp lại chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 31 cho tới 34 độ. Một vài nơi như Quảng Nam, Quảng Ngãi xấp xỉ 35 độ. Trong khi miền Bắc mưa lớn diện rộng thì ở phía Nam gió mùa Tây Nam lại đang trong giai đoạn thoái trào do siêu bão Gami đã tan đi, vì thế mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ giảm dần. Trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ khu vực Tây Nguyên sẽ dao động từ 27 cho tới 29 độ và Nam Bộ sẽ duy trì ở mức nhiệt từ 30 đến 33 độ. Đến chiều tối và tối thì cả hai khu vực chỉ có mưa rào và dông rải rác với lượng dưới 15mm. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này cần phải đề phòng nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Thưa quý vị, virus hội chứng đốm trắng là một virus lây nhiễm cao, là nguyên nhân gây tử vong hàng loạt trên tôm số nuôi và tôm thẻ chân trắng. Tỷ lệ tử vong là từ 80% đến 100% chỉ vài ngày sau khi nhiễm. Bệnh thường có tốc độ lây lan rất nhanh và mức độ gây hại rất lớn. Thời gian gây bệnh thường từ tháng nuôi thứ 2 trở đi, khi mà lượng chất thải nuôi tôm bắt đầu xuất hiện nhiều, môi trường nước ao bị ô nhiễm, gây stress cho tôm, mầm bệnh có thể đã ủ trong tôm hoặc là xâm nhập từ bên ngoài vào qua nguồn nước, hoặc các loại ký chủ trung gian như là cua, còng, cáy hoặc là chim. Khi mà gặp thời tiết thay đổi sẽ tạo điều kiện cho các loại virus, vi khuẩn bùng phát, gây ra dịch bệnh cho tôm. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng bệnh cho tôm cụ thể như sau. Xử lý đáy ao trước khi thả, tạt chế phẩm IM thường xuyên trong suốt quá trình nuôi tôm, hạn chế thay nước ao và kiểm tra các yếu tố môi trường ao nuôi để điều chỉnh kịp thời như là tăng cường quạt khí, xịt phòng đáy ao và ổn định pH, độ kiềm. Đồng thời tăng cường bổ sung vitamin C, men vi sinh, vi lượng vào thức ăn nhằm tăng sức đề kháng cho tôm. Và nếu nước ao có màu trà đậm thì kiểm tra thấy lượng Vibrio trong nước tăng ngưỡng thì nên khử trùng nước ao, sau đó phải bón ngay chế phẩm vi sinh để phục hồi lượng vi khuẩn có lợi trong ao. Và như thường lệ, trong phần cuối của bản tin sẽ là thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai.